Xin chào tất cả mọi người, mình là Huy đây. Ui, nhớ các bạn quá. Thật là nhớ các bạn. Tuần vừa rồi mình kiểu khá là bận đấy. Có một vài thứ mới đến với mình và mình làm nó khá là bận, nhưng mà thật sự là rất nhớ các bạn. Thật sự rất nhớ các bạn. Và không quên, mình có một lời hứa muốn chia sẻ về việc AI chọn mình chứ mình không chọn AI ở tập trước nữa rồi. Về các bạn thì tập này chủ đề sẽ là việc AI chọn mình như thế nào nhá. Thì làm sao nhỉ, làm sao để bắt đầu nhỉ? Thực ra là mình không có plan gì cho cái vụ này đâu, có gì nói đấy nhá. Các bạn ngồi đây uống một ly trà với cái gì đấy, ngồi nghe mình tâm sự nhá. Ok, thì việc bắt đầu từ đâu nhỉ? Thì cái việc mà mình tìm hiểu AI ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng năm thứ hai đại học đấy, năm thứ hai đại học của mình. Thì trước đó ấy, thì mình đương nhiên rồi, mình học lập trình. Nói lại về cái việc mà mình học, cái ngành của mình ấy là ngành về network, về mạng, mạng mẽo ấy, cấu hình mạng, setup mạng của này đấy, kiểu kiểu như thế. Đại loại là về mạng và không liên quan một tí tí ti gì về thằng AI này cả. Gọi là cùng lắm thì có một xíu toán đấy, một xíu xác suất thống kê, lập trình đấy, nói chung là rất là ít, khá là ít đấy. Thì trong khoảng thời gian đấy thì đấy, mình cũng như tất cả các bạn sinh viên thôi, tìm cho mình một cái gì đó mình thích đấy. Trong cái quá trình tìm ấy, ý là AI thì nó sẽ là thứ gần như là cuối cùng khi mà mình chọn và mình kết nó luôn đấy. Ngày xưa thì mình cũng học code đấy, code website, code app, học code này code kia đấy, học code nhúng đấy, code này code kia, nhưng mà mình thấy không hợp. Thật ra là tất cả các thằng đều khó, nhưng mà thằng AI này là thằng khó bậc nhất. Thì lý do tại sao mình lại chọn thằng AI, có một hôm mình ngồi mình nghĩ bảo cái gì cũng khó, cái gì cũng 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 thấy gì nhỉ, cũng cần phải bỏ rất là nhiều thời gian và công sức ra để học, thế tại sao mình không chọn một cái khó nhất ra mà học đấy. Thì đối với mình ấy, đối với bản thân mình trong khoảng thời gian đấy, thì AI nó là một trong những thứ khó nhất đối với mình trong khoảng thời gian đấy. Thì mình mang, gọi là mình chọn AI luôn đấy. Thì sau khoảng thời gian đấy các bạn ạ, yêu ơi, mình không biết bắt đầu từ đâu, ý là mình không biết bắt đầu từ đâu. Thì cái việc bắt đầu đầu tiên ấy là mình lên trên mạng. Đấy, mình lên trên mạng, mình tra các công ty xem là các công ty ấy cần vị trí gì AI và AI có những vị trí gì trong các công ty. Đấy là cách mà mình làm nhé. Đấy, mình lên trang trang IT Việc à, mấy cái top CV để mình xem các công ty đang ứng tuyển vị trí AI như thế nào. Thì mình nhìn thấy rất là nhiều keyword đấy, bắt đầu là có keyword rồi. Xong là bắt đầu về về học mày mò. Ui rồi, thật sự cuộc sống nó không như là mơ các bạn ạ. Trời ơi, cái việc đầu tiên ấy mà mình tìm hiểu đến AI và mình đọc ấy, đó là toán. Eo ơi, nó nhiều kinh khủng luôn và nó dày. Mình đọc cuốn sách toán, mình nhớ là cái cuốn đấy nó chắc là rơi vào khoảng 400-500 trang mất. Trời ơi, ác liệt luôn, mà kiểu là hàn lâm ấy. Ý là toán đúng kiểu là toán về bản chất ấy, về hàn lâm ấy. Thì mình đọc được tổng khoảng 10-20 trang. Ui, ngáo bởi cái đống ký hiệu và công thức các bạn ạ. Eo ơi, nó thật sự là khủng khiếp. Nó thật sự là khủng khiếp đối với mình trong khoảng thời gian đấy. Và mình kiểu kiểu thế nào nhỉ? Thế nào? Thế bây giờ làm gì bây giờ? Nhưng mà chính vì cái đấy, ý là chính vì cái khó khăn đấy, chính vì những thứ mà nó làm mình không hiểu ấy, mình lại càng hứng thú hơn để học. Không hiểu tại sao trong khoảng thời gian đấy mà mình thật sự rất là thích, kiểu thích học ấy. Mà bây giờ nghĩ lại, thật sự khoảng thời gian đấy quá kinh. À, có một chuyện, có một vấn đề nó đã dẫn đến mà việc mình thật sự nghiêm túc với cái nghề trí tuệ nhân tạo này, ý là AI engineer này đấy, đại loại về làm về trí tuệ nhân tạo như này. Thì mình nhớ là đợt đấy là đợt dịch, hình như là đợt dịch bùng lần thứ ba hay lần thứ tư ấy, có một cái chị gì ấy, chị đi ở nước ngoài về xong rồi chị đi loanh quanh đấy. Thì trong khoảng thời gian đó mình 3 tháng lockdown và mình không đi được đâu hết và mình ở nhà. Và 3 tháng đấy là 3 cái tháng thay đổi cái việc mà mình học trí tuệ nhân tạo.
lúc đấy là nó đã có nền móng cho bản thân mình. 3 tháng đấy mình đã tạo được một chút nền móng và để mình đọc được các kiến thức về trí tuệ nhân tạo ở trên các website, trên xem YouTube, xem đấy, xem mấy anh Ấn Độ nói để mình hiểu được cái gì của người ta nói. Đấy. Thì trong 3 tháng đấy các bạn ạ, mình chỉ phải ăn, mình nhớ như in là mình chỉ có ở trên giường và phòng tắm và xuống bếp. Đấy. Chỉ loanh quanh như thế thôi và mở mắt ra là chủ động học, nghiêm túc chủ động học, và nó cứ liên tục như thế trong một khoảng thời gian 3 tháng. Và các bạn ạ, thật sự cái việc mà mình bỏ thời gian cho một cái việc gì đó ấy, liên tục ấy, nó sẽ đạt được một cái thành quả nhất định. Nó không phải là quá pro, quá perfect hay là quá thế nào cả, nhưng mà nó sẽ cung cấp được cho bạn ấy là bạn không sợ hãi. Như mình ấy, là mình thấy không sợ thằng 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 toán nữa, mình không thấy sợ thằng toán, nó quá ngợp về đúng công thức nữa. Đọc một lần không hiểu, đọc hai lần không hiểu thì đọc ba lần không hiểu, và mình nhớ ấy, có mười mấy trang đầu thôi mà mình đọc ròng rã cả tuần trời, mười mấy trang đầu cứ đọc không hiểu cái gì cả, không hiểu cái gì cả đấy. Và trong khoảng thời gian đấy ấy, mình vẫn còn đi học đấy, đương nhiên mình vẫn đi học, mình vẫn làm kiểu các bài của thầy cô ở trên trường. Và nhớ đợt đấy là mình học online đấy, mình học online mình khá là kiểu thế nào, khá là rảnh các bạn ạ, tại vì nó không tốn khoảng thời gian đi lại ấy. Mở mắt ra bật zoom lên là học. Ôi khoảng thời gian đấy đối với mình kiểu thích, thật sự rất là thích, biết tận dụng thời gian ấy thì nó quá là perfect luôn, mình học được quá là nhiều thứ đấy. Thế là mình đấy bắt đầu là có một tí rồi đấy, bắt đầu có tí kiến thức về AI đấy, bắt đầu là đọc được cái này cái kia rồi, bắt đầu hiểu rồi đấy. Đấy, bắt đầu hiểu, bắt đầu là mình research thêm đấy, mình đã phá được cái rào cản đầu tiên của cái việc khó khăn. Như các bạn biết đấy, không chỉ riêng cái ngành nghề của mình, kể cả cái ngành nghề của các bạn cũng thế thôi, bất cứ một cái ngành nghề nào thôi thì ấy, cái khoảng thời gian đầu đều là cái khoảng thời gian khó khăn nhất đấy. Mình phải vượt qua, ý là mình phải vượt qua được cái khoảng thời gian đầu ấy thì mình sẽ sẽ dễ dàng hơn ở trong khoảng thời gian tiếp theo, những bước đệm tiếp theo để các bạn có thể bước và yên tâm hơn và có một cái nền móng vững chắc hơn. Thì khi mình đã có nền móng đấy, và cái khoảng thời gian đấy là mình kiểu là nhỉ, mình có nền rồi đấy, bắt đầu là học học, bắt đầu nó vào các bạn, bắt đầu từ đó bắt đầu mới thích đấy, thật sự từ đó bắt đầu mới thích, thích là bắt đầu là kiểu là nó có một chút gì đó đam mê ấy, thật sự đấy, nó có một chút gì đó đam mê và mình cứ học thôi, cứ học thôi, ý là cứ học ngày nào ấy, cứ kiểu cứ dở sách ra ra học ra đọc, đọc đến một cái mới bắt đầu mình hiểu hơn, tại vì là những cái cũ là kiểu là những cái cũ bắt đầu nó ngấm vào đầu ấy, những cái cũ bắt đầu ngấm vào đầu ấy, nó có sự liên kết với nhau các bạn đấy, nó có sự liên kết với nhau. Và đấy mình học, mình cứ như thế thôi, mình học 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 đến một giai đoạn là gì, đến một cái ngưỡng và mình không biết làm gì với nó nữa các bạn ạ. Thật sự thằng trí tuệ nhân tạo này ấy, nó cần dữ liệu, nó cần đấy, nó cần dữ liệu, cần code, cần toán, cần xác suất thống kê, nó cần a lot of thing, rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ để có thể kiểu là thế là push vào đầu bạn để bạn có thể control được, ý là có thể kiểm soát được đấy thằng trí tuệ nhân tạo và có thể làm được ra sản phẩm. Thì trong khoảng thời gian đó mình không biết phải làm sao cả đấy, dần dần đấy, dần dần đến một khoảng thời gian mình được một lab ở trường mình, đó là lab của thầy Minh đấy, lab của thầy Minh mà hình như là tập podcast trước mình có nhắc đến một bạn cùng trong lab của mình, và chỉ có hai thằng và mình là bạn đấy, là hai người duy nhất của cả một khoa mình, của một khoa khóa của mình đấy là học trí tuệ nhân tạo. Mình nhớ là thế, mình nhớ là thế đấy, là cùng học chung một lab luôn. Thì bắt đầu đợt đầu tiên ấy là mình vào lab ấy là được làm dự án thật các bạn, thì lúc đấy là được làm dự án thật và được viết paper đấy, được viết paper, được viết báo đấy, được public báo international các thứ đấy. Thì đợt đấy là bắt đầu là vào làm thực, và đấy cũng là một trong những bước đệm và mình rất là trân trọng ở trong lab của thầy đấy. Mình được học rất là nhiều thứ đấy, mình học được học rất là nhiều thứ, và mình có báo khoa học đấy, báo quốc tế đấy, nó cũng là một trong những thứ gọi là update vào profile của mình để mình trên con đường tương lai sắp tới ấy, mình cần đến nó khá là nhiều. Thì thì cái việc ngày hôm nay ấy, mình chỉ muốn kể cho bạn việc AI chọn mình như thế nào, chứ mình không chọn AI. AI chọn mình bằng cách mình thật sự nghiêm túc với nó, mình thật sự là try hard với nó, mình try hard với nó
Đấy. Ý là có rất là nhiều thứ, mình thử rất nhiều nhiều thứ nhưng mà chả thằng nào nó ưng mình cả, ngoài thằng AI. Đấy. Nó ưng mình thì mình mình thuận theo, kiểu lúc đấy mình thuận theo ấy. Cái lúc mà mình bí ấy, cái lúc mà mình bí mà mình học được khá là nhiều, mình cảm giác mình học được khá là nhiều nhưng mà bị bí một cái là sản phẩm mình kiểu không biết làm sao để có thể thực hiện một cái sản phẩm thì thầy mình đấy, thầy còn liên hệ với mình đấy, mình vào lab của thầy và làm được khá là nhiều thứ ở trong lab của thầy đấy. Thì câu chuyện ngày hôm nay mình thật sự muốn truyền tải cho các bạn là nhận thấy đam mê đến ấy, khi mà thật sự mình tìm tòi đủ nhiều về một vấn đề nào đó thì mình nghĩ là đam mê nó sẽ đến thôi. Chứ ngày xưa mình cũng thích nhiều cái lắm, mình thích nhiều cái, làm này làm cái kia. Nhưng mà nha, đúng là câu nói nghề chọn người, nghề chọn người là đúng các bạn. Đối với mình là nghề chọn người là đúng. Nó chọn mình và đến bây giờ mình làm cho bây giờ mình làm cho Viettel và mình khá là thích khi làm công việc này. Đấy, nó không có thế nào, ý là nó rất là thoải mái. Ý là mình làm với cái công việc mà mình thích ấy, nó rất là thoải mái dù có áp lực công việc khá là nhiều. Đấy, đương nhiên rồi, Viettel kho việc khó mà. Đấy, áp lực công việc khá là nhiều nhưng mà mình vẫn cố gắng cùng các anh em, mình không biết thì mình hỏi thêm. Đấy, anh lead của team mình hay là đấy, mấy anh em trong trong team giải thích cho nhau. Đấy. Thế mình sẽ kiểu mình có một cái nền tảng vững chắc rồi thì mình nghĩ là học cái gì cũng được thôi. Đấy. Thì postcard ngày hôm nay chủ yếu chia sẻ chính về việc AI chọn mình như thế nào. Đấy. Thế nào nhỉ? Đây là một cái mà mình trải qua thôi mà mình muốn gọi là tâm sự với các bạn để các bạn có thể maybe các bạn thế nào cũng đang trải qua một cái vấn đề gì đó giống như mình trong khoảng thời gian đó và không biết làm cách nào để gọi là tìm ra cách để giải quyết ấy. Thì mình khuyên các bạn này, do it, cứ làm đi, làm đến một thời điểm thì các bạn sẽ thật sự là thấy thích nó. Nhưng mà nhớ nhé, nó sẽ chọn mình trong khoảng thời gian nào đó trong cuộc sống của các bạn. Thì đấy là tín hiệu. Ok, thì ngày hôm nay mình rất vui khi được quay lại đây và ngồi chia sẻ các bạn về về việc mình làm và cái ngành nghề này của mình. Đấy. Thì mình rất mong có thể chia sẻ được nhiều thứ hơn ở trong trong cuộc sống của mình. Nếu mà các bạn có bất cứ cái gì muốn hỏi mình hay là muốn liên hệ mình, muốn làm một cái gì đó kiểu startup hay cái gì đó cùng với anh Cường chẳng hạn. Đấy, thì các bạn có thể comment xuống phần comment của YouTube hoặc là đọc phần description, bạn có thể liên hệ với mình. Đấy, rất vui được chia sẻ tất cả mọi thứ của các bạn. Yêu các bạn rất nhiều. Postcard hôm nay đến đây thôi. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.